Thông báo mới của Tòa Giám mục Đà Lạt về nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, nhà Chúa Cha. Thông báo về việc nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, nhà Chúa Cha. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh, quý ông bà, anh chị em. Thời gian gần đây có những hình ảnh phát tán trên mạng và dư luận xôn xao về việc nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, nhà Chúa Cha thành lập dòng tu mới. Để dân Chúa được bình an và hiệp nhất trong một đức tin, lãnh ý Đức Giám mục Giáo phận, Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo. 1. Thông tin về việc lập dòng. Ngày 2 tháng 2 năm 2023, Tòa Giám mục Đà Lạt nhận được thông tin có kèm theo những hình ảnh làm chứng từ Giáo hạt Bảo Lộc. Nơi hoạt động của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, nhà Chúa Cha, là cha Đa Minh Truyền làm lễ, trong đó có việc lập dòng với những chi tiết. Chúa Cha chỉ định cho Linh Mục Truyền và Chị Thương đồng sáng lập dòng mới mang tên Thiên Thần Ánh Sáng. Quy tụ những tu sĩ đã xuất tu từ nhiều dòng khác nhau, hầu hết đã khấn chọn. Hiến pháp của dòng, mục đích, cơ cấu, công thức khấn dòng tự xưng là do Chúa Cha hướng dẫn. 2. Cảnh cáo và lập biên bản. Ngày 11 tháng 2 năm 2023, Giám mục Giáo phận đã ra văn thư yêu cầu Linh Mục Đa Minh Truyền giải trình về việc làm lễ, trong đó có việc lập dòng và cảnh cáo. Cha biết cha đã bị vạ huyền chức, không được cử hành thánh lễ và các bí tích. Nếu cố tình vi phạm thì buộc sẽ phải áp dụng những hình phạt nặng hơn, không loại trừ việc báo cáo tòa thánh giải bậc giáo sĩ. Ngày 13 tháng 2 năm 2023, Tòa Giám mục Đà Lạt lập biên bản ghi nhận thái độ của Linh Mục Đa Minh Truyền, ngoan cố khẳng định mình làm theo ý Chúa Cha, bất chấp cảnh cáo về hình phạt theo sau việc bất tuân mệnh lệnh của bản quyền, gây cớ vấp phạm nghiêm trọng cho nhiều người và gây phương hại cho sự hiệp nhất của giáo hội. Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ban điều tra của giáo phận đã trực tiếp gặp gỡ và thẩm vấn Linh Mục Đa Minh Truyền. Linh Mục Đa Minh xác nhận mình vẫn cử hành thánh lễ và làm các bí tích, bất chấp việc áp dụng vả cấm của bản quyền có kèm những hình phạt theo giáo luật. Linh Mục Đa Minh biết rõ, giáo phận vẫn luôn cầu nguyện và mong đợi Ngài bày tỏ thiện chí trở về với sự hiệp nhất trong một linh mục đoàn duy nhất của giáo phận. 3. Việc áp dụng vạ huyền chức của Linh Mục Đa Minh Truyền thế nào cho đến nay? Nhắc lại trình tự. Sau nhiều bước, từ thông báo, nghiêm cấm, nhắc nhở, cảnh cáo nhiều lần trước những sai lạc nghiêm trọng về giáo lý mặc khải, giáo lý đức tin, cũng như sự bất tuân phục ngày càng trầm trọng của nhóm và đặc biệt của Linh Mục Đa Minh. Cuối cùng, ngày 5 tháng 12 năm 2020, Giám mục Giáo phận đã ra sắc lệnh áp dụng vạ huyền chức đối với đương sự như được quy định trong giáo luật điều 1333-1, nghĩa là bị cấm. Thứ nhất, không được cử hành thánh lễ và bất cứ nghi lễ phụng vụ nào với tư cách thừa tác viên, nếu vi phạm thì phải bị loại ra. Thứ hai, không được cử hành các bí tích hay á bí tích. Thứ ba, đương sự chỉ được tha khi đã từ bỏ sự ngoan cố theo quy định của giáo luật điều 1347-2, xem điều 1358-1. Từ đó đến nay, nhóm không những không hoán cải mà còn mở rộng, vận động theo thời vụ của mình một cách ồn ào bằng cách tự xưng là theo lệnh Chúa Cha, đi đến các giáo phận tạo cảnh trừ quỷ giả tạo và đệ đơn vận động các giám mục giáo phận lên cả vị đại diện tòa thánh và chính tòa thánh. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phải trao cho Ủy ban Giáo lý Đức tin ra thông cáo về nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, trong đó minh định. Thứ nhất, ai tự xưng mình là được Chúa Cha trực tiếp mặc khải thì đã phủ nhận vai trò của Chúa Kitô và là xúc phạm nặng nề đến đức tin Công giáo. Thứ hai, việc tự xưng là quỷ nhập và trừ quỷ để từ đó tự ý thực hiện những hành vi trừ tà mang tính mê tín ma thuật là không hợp với giáo lý và thực hành của Hội Thánh Công giáo. Thứ ba, ngoài ra, thông cáo còn minh nhiên cảnh giác các tín hữu cần tránh xa những thực hành của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc và những thông tin đến từ nhóm này. Vì những chiêu bài của nhóm, chỉ cần liệt kê một số: đặt tay cho có thai thánh, trừ quỷ qua một chuỗi gồm đánh quỷ, nhận quỷ, truyền quỷ, trừ quỷ, cam kết không trừ quỷ nữa, chỉ chữa nhân điện, rồi ngay lập tức quay về trừ quỷ, nhà Chúa Cha, mẹ Chúa Cha, vườn địa đàng,
nước thiêng liêng chữa Covid, nước cứu độ. Nhìn thấy Đức Mẹ, các thánh, ma quỷ đủ loại, các linh hồn, thiên đàng, hỏa ngục, gần đây lại giúp các gia đình có thai nhi chết từ nhỏ, cầu nguyện cho được lên thiên đàng, lôi kéo các bà mẹ, lập dòng. 4. Thông báo. Nay Văn phòng Tòa Giám mục Đà Lạt trân trọng thông báo và lặp lại với anh chị em tín hữu giáo phận Đà Lạt. Thứ nhất, luôn cảnh giác, tránh xa những thực hành của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc và những thông tin đến từ nhóm này, như đã được Ủy ban Giáo lý Đức Tin thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức định hướng và nhắc nhở. Thứ hai, cảnh giác tránh xa mọi chiêu bài lan truyền sự sai lạc về giáo lý, sự lôi kéo quyến rũ dựa trên tâm lý yếu vía của người bình dân, có bệnh thì vái tứ phương, mà hậu quả là lung lạc đức tin và gây chia rẽ phương hại cho sự hiệp nhất của Hội Thánh. Cùng nhau, chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất và sự hiệp thông trong Hội Thánh, như đã nỗ lực thực hiện theo chủ đề củng cố sự hiệp thông của năm phục vụ 2023 này. Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2023, Văn phòng Tòa Giám mục Đà Lạt.